Kính thưa cộng đoàn, phần vụng vụ lời Chúa của ngày Chúa Nhật truyền giáo hôm nay, tất cả đều mang một âm hưởng vui tươi, phấn khởi. Trong bài đọc sách thánh thứ nhất, chúng ta được nghe ngôn sứ Isaiah tường thuật về viễn cảnh của nhà Đức Chúa, cũng như là một viễn tượng về dân Thiên Chúa. Dân ấy khi được tin mừng của Thiên Chúa, khi được nghe lời của Thiên Chúa, thì dân ấy sẽ là một dân sống trong ân sủng, và dân ấy sẽ là một dân sống trong hòa bình thịnh vượng. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Hãy đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên đền thờ Thiên Chúa nhà Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và bước theo đường người chỉ vẽ. Thưa cộng đoàn, qua bài tin mừng, chúng ta thấy được vai trò và sứ mạng của giáo hội chúng ta. Đó là một giáo hội truyền giáo. Bản chất của giáo hội là ra đi. Bản chất của giáo hội là đến với các dân tộc, như sắc lệnh Et Gentes của Công đồng Vaticano thứ hai xác định, mỗi người Kitô hữu chúng ta là mang trên vai sứ mạng của người loan báo tin mừng. Hay nói khác đi, đó là chúng ta làm vai trò của một ngôn sứ đem tin mừng của Chúa đến với nhân loại. Thưa cộng đoàn, vào ngày lễ hiện xuống năm 2014 vừa qua, tức là ngày mùng 8 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã ra sứ điệp về ngày thế giới truyền giáo. Ngài xác định với tất cả các Kitô hữu trên toàn cầu như thế này: sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta trong thế giới ngày hôm nay, đó là chúng ta làm sao để mang niềm vui tin mừng, và chúng ta đừng bao giờ để ai đánh mất niềm vui ấy. Niềm vui của người môn đệ Chúa Kitô đó là đem ánh sáng của tin mừng đến cho mọi dân mọi nước, và đặc biệt là những ai chưa biết Chúa. Trong chuyến tông du mới qua của Đức Thánh Cha Francisco đến đất nước Nam Hàn nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Châu Á, Ngài cũng nói với tất cả các Kitô hữu vùng châu Á của chúng ta như thế này: sứ mạng của người môn đệ Chúa Kitô, và đặc biệt là sứ mạng của các người trẻ châu Á, đó là chúng ta hãy mang niềm vui của tin mừng. Sức hấp dẫn của tin mừng Chúa Kitô đó là niềm vui. Và nếu chúng ta không thể hiện được niềm vui ấy, thì lời rao giảng của chúng ta không có sức thuyết phục. Thưa cộng đoàn, quả đúng như vậy. Lời của Thiên Chúa phải mang lại cho chúng ta một sự hứng khởi. Như ngôn sứ đã thưa lên, lời Chúa gặp được lời Chúa còn đã nuốt vào, lời Chúa làm hoan hỷ cõi lòng của con. Thưa cộng đoàn là Kitô hữu, có bao giờ chúng ta cảm nghiệm được điều ấy trong tâm hồn của chúng ta hay chưa? Hay là chúng ta vẫn giữ bổn phận của một người Kitô hữu mang một tính chất rất hữu hạn, đó là chúng ta chỉ giữ luật cho khỏi mang tội mà thôi? Đó là tâm thức có lẽ của không ít người Kitô hữu chúng ta khi chúng ta cố gắng để làm sao ngày Chúa Nhật chúng ta bớt chút thời gian để đến với Chúa
cho tâm hồn của chúng ta được thanh thản, nhưng lồng vào đó là một tâm hồn hoàn toàn trống rỗng và gượng ép. Mừng ngày Khánh Nhật truyền giáo hôm nay, lời Chúa cũng cật vấn lại lương tâm mỗi người chúng ta. Chúng ta có sống lời của Thánh Phaolô Tông Đồ: thật khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được sâu sắc lời của Thiên Chúa. Lời đó thúc bách Ngài và lời đó thôi thúc Ngài rao giảng một Đức Kitô mà Ngài đã nói với các tín hữu của Ngài: khi đến với anh em, tôi không dùng lời cao siêu để như là một sự mê hoặc lòng trí anh em, nhưng tôi đến với anh em với những lời rất chân thành, mộc mạc. Và lời giảng đấy là lời giảng về một Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Thưa cộng đoàn, một Đức Giêsu chịu đóng đinh mà đối với dân Do Thái cũng như dân ngoại như là một sự sỉ nhục, như là một điều gì đó rất hèn hạ. Nhưng Thiên Chúa đã chọn để nâng tất cả những ai đang sống trong vòng nô lệ của tội lỗi được bước vào nơi đầy ánh sáng, ánh sáng của niềm vui tin mừng, ánh sáng của ơn giải thoát, ánh sáng của ơn cứu độ. Xin cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được tin mừng của Thiên Chúa, tin mừng mang ơn cứu độ và giải thoát đối với chính bản thân mỗi người chúng ta. Và rồi chúng ta cũng mang niềm vui tin mừng ấy cho tất cả những ai đang gặp đau khổ hoạn nạn, tin mừng ấy được mang đến cho những ai đang sống trong vũng lầy nhơ nhớp của tội lỗi, tin mừng ấy được mang đến cho những ai đang khao khát tìm kiếm chân lý mà chưa có ai nói cho họ. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được lãnh nhận vai trò ngôn sứ, để rồi chúng ta đem tin mừng của Chúa đến tất cả những ai chưa nhận biết Ngài, đặc biệt trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Con số các Kitô hữu mới chưa đầy 10%. Cánh đồng truyền giáo còn mênh mông, cánh đồng truyền giáo còn đang chờ đón mỗi người Kitô hữu chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm gì và chúng ta phải làm sao cho sức hấp dẫn của tin mừng, làm sao cho tin mừng của Chúa như là men, là muối, là ánh sáng, để họ có thể nhận ra được tin mừng mà chúng ta rao giảng. Thưa cộng đoàn, một lời chứng hùng hồn cho công cuộc loan báo tin mừng đó là bằng chính cách sống của người Kitô hữu chúng ta. Làm sao để chúng ta có thể sống yêu thương bác ái với tất cả mọi người? Làm sao chúng ta có thể sống đại lượng thứ tha? Và khi đó chúng ta sẽ rao giảng một tin mừng rất hùng hồn cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa, để họ cũng có thể thốt lên giống như dân Do Thái khi chứng kiến đời sống của các Kitô hữu tiên khởi. Họ đã phải thốt lên như thế này: kìa, xem nhỏ yêu nhau biết là dường nào. Kìa, xem họ yêu nhau biết là dường nào. Xin cho mỗi người Kitô hữu của chúng ta biết sống đứng bác ái một cách trọn vẹn, để chúng ta có thể loan truyền tin mừng yêu thương của Thiên Chúa đến tất cả mọi dân mọi nước. Amen. Của Caesar trả cho Caesar, và của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trước hết chúng ta tìm hiểu bối cảnh lời giáo huấn của Chúa Giêsu, và thứ đến chúng ta đọc lời giáo huấn đó trong Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay với một ý nghĩa đặc biệt của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa và của Caesar trả về cho Caesar. Chúng ta biết thời của Chúa Giêsu, nước Do Thái đang bị người La Mã đô hộ, và chính trong hoàn cảnh đó, một đất nước bị nô lệ thì không thể nào có thể sống một cách bình an và tự do, luôn luôn có những thế lực. Và nếu như những người ủng hộ cho Roma thì sẽ không được lòng dân của Chúa, và những ai chống đối nhà cầm quyền thì cũng là cái cớ bị tiêu vong. Chúng ta hiểu được bối cảnh như vậy, và người ta đặt cái bẫy để Đức Giêsu có thể sa vào. Có nộp thuế hay không? Nếu Đức Giêsu dạy rằng không phải nộp thuế, như vậy Ngài ủng hộ đồng bào của mình, không chấp nhận cảnh đô hộ, không chấp nhận cảnh bóc lột của ngoại bang. Thế nhưng câu trả lời ấy sẽ là nguyên cớ mau chóng đưa Ngài tới cái chết, bởi vì người ta có thể quy tội Ngài chống lại nhà cầm quyền. Còn nếu Đức Giêsu nói hãy nộp thuế, nộp thuế có nghĩa là cộng tác với ngoại bang, là chống đối đồng bào của mình, và như vậy Đức Giêsu cũng bị kết án. Ngài đã thoát ra khỏi cái bẫy và trả lời những người chất vấn mình rằng hãy cho tôi xem một đồng bạc, hình và danh hiệu này là của ai? Họ trả lời đó là Caesar. Chính trong lúc này Đức Giêsu đưa ra lời giáo huấn của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lời giáo huấn đó không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh của đất nước Do Thái khi xưa, hay trong bối cảnh người ta chất vấn Đức Giêsu về việc có nộp thuế hay không, nhưng lời giáo huấn của Chúa có giá trị vượt thời gian và luôn luôn là lời giáo huấn mới mẻ, ngay khi chúng ta đọc lời giáo huấn ấy trong bối cảnh của xã hội ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta mừng Khánh Nhật Truyền Giáo, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, và chúng ta cũng cầu nguyện cách riêng để trong cộng đoàn, gia đình và mỗi chúng ta, tất cả có được một lòng nhiệt tâm và loan báo lời của Chúa. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Tất cả nhân loại này đều mắc nợ Thiên Chúa, mắc nợ về hồng ân được hiện hữu trên cuộc đời, mắc nợ Thiên Chúa về lòng suy phục tôn kính, mắc nợ Thiên Chúa về lòng tri ân. Tất cả mọi người sinh ra vào cuộc đời này đều là con cái của Thiên Chúa, cho dù họ có nhận biết hay không. Chính vì vậy, giáo hội cần phải làm cho muôn dân nhận biết Thiên Chúa là Cha, làm cho muôn dân nhận biết ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng, để mọi người có thể tôn kính, để mọi người có thể tri ân Thiên Chúa. Dẫu cho giáo hội dạy chúng ta rằng tất cả mọi người đều được hy vọng ơn cứu độ, Công đồng Vatican II xác quyết ngay cả những người chưa nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn theo tiếng lương tâm của mình mà ăn ngay ở lành thì không đánh mất niềm hy vọng cứu độ. Cho dù niềm xác tín mọi người đều được Thiên Chúa cứu, nhưng niềm xác tín đó không làm giảm bớt nỗ lực loan báo tin mừng. Giáo hội cần phải loan báo niềm vui, loan báo tin mừng, loan báo hồng ân của Thiên Chúa cho muôn dân, để nhờ lời loan báo đó họ nhận biết ra Thiên Chúa, họ nhận biết được nước trời, nhận biết được tình yêu Thiên Chúa ban tặng,
nhận biết được ơn cứu độ mà họ được mời gọi lãnh nhận. Công việc truyền giáo là công việc lớn lao. Truyền giáo chính là sứ mạng và căn tính của Hội Thánh. Khi nào Hội Thánh quên đi sứ mạng này, thì Hội Thánh đánh mất căn tính của mình. Tất cả và từng người chúng ta khi đã đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng được chia sẻ cùng một căn tính của Hội Thánh, đó là trở nên chứng nhân của tin mừng, trở nên những con người loan báo Chúa Kitô. Chắc chắn chúng ta có thể đặt câu hỏi là một người giáo dân như tôi, làm sao tôi có thể loan báo tin mừng? Chắc chắn loan báo tin mừng không phải chỉ là công việc của các thừa sai. Loan báo tin mừng không phải chỉ là công việc của những nhà giảng thuyết. Loan báo tin mừng là công việc của tất cả chúng ta. Chúng ta có thể loan báo tin mừng trong đời sống, loan báo tin mừng bằng những việc làm hàng ngày, bằng những nghĩa cử yêu thương. Chính khi chúng ta sống những giá trị của tin mừng và chúng ta làm cho người bên cạnh đặt câu hỏi về lối sống của chúng ta. Nếu đó là một lối sống thánh thiện, một lối sống đẹp, chắc chắn sẽ lan tỏa hương thơm của Chúa Kitô. Và nếu như lối sống của chúng ta đáng xấu hổ, thì có khi chúng ta xấu hổ vì danh xưng Kitô hữu của mình. Xin cho tất cả chúng ta không ai phải xấu hổ vì mình là Kitô hữu. Chúng ta hãnh diện vì được làm con cái của Chúa, và sự hãnh diện đó được thể hiện bằng lối sống của chúng ta, lối sống làm cho hương thơm của Chúa Kitô được lan tỏa, lối sống để làm cho anh chị em, những người chưa biết Chúa Kitô, nhận ra gương mặt của Chúa Kitô nơi gương mặt của mỗi chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, chúng ta cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta có thể chu toàn sứ vụ cao quý này, để giới thiệu Chúa Kitô cho muôn dân, nhờ đó mọi người cùng ca tụng tình yêu của Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là đấng chân thật và dạy đường lối Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong những năm gần đây, đặc biệt trong những tháng gần đây, thế giới nổ ra những cuộc chiến tranh ở Syria, chiến tranh ở Iraq, hiện bây nay đang chiến tranh ở các nước lân cận chống lại nước Hồi giáo tự xưng. Và trong những tình trạng đó, giáo hội được nổi lên như là một sứ giả hòa giải. Giáo hội không nổi lên như là một nước để thống trị các nước khác, nhưng giáo hội đứng ra trong một xã hội, trong một thế giới nhiễu nhương như vậy, giáo hội mời gọi các nước hãy sống hòa hợp với nhau, hãy tôn trọng quyền nhau và hãy tha thứ sám hối cho nhau để có thể xây dựng được một thế giới bình an. Vâng, kính thưa cộng đoàn, những giá trị tin mừng này không phải một vài năm gần đây hay là một vài tháng gần đây giáo hội mới kêu mời, mà suốt từ 2000 năm nay khi Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài tiếp tục sứ vụ đó, và cho đến ngày tận thế, cứ mỗi lúc mà có những biến động, mỗi lúc mà có những khó khăn, người ta nhìn về giáo hội như là khuôn mẫu, như là chuẩn mực của những lời sống, của những cái giá trị tin mừng. Vâng, ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật truyền giáo, giáo hội cũng mời gọi những người Kitô giáo, những người Kitô hữu tiếp tục sống cái giá trị tin mừng đó trong cuộc đời của mình và rao giảng cái giá trị đó cho những người xung quanh. Vâng, đó là cái điều mà cần thiết. Cái chuyện rao giảng tin mừng không phải chỉ dành cho các nam nữ tu sĩ hoặc các linh mục, mà cho tất cả mọi người. Trong sắc lệnh Tông đồ giáo dân, giáo hội nói là mỗi người Kitô hữu được mời gọi đến với muôn dân, tùy theo ơn gọi, tùy theo khả năng và tùy theo nghề nghiệp của mình. Chúng ta được mời gọi đến với họ để loan báo tin mừng, đến với họ để giới thiệu Chúa cho họ.
Có thể khi nói đến việc truyền giáo, người ta hay so sánh một tí hay là học nơi nước Hàn Quốc về cái việc loan báo tin mừng. Chúng ta cũng biết cách đây mấy tháng Đức Giáo Hoàng Francisco qua Hàn Quốc và Ngài cũng khen ngợi lại cái tinh thần truyền giáo của người giáo dân. Trở lại lịch sử một tí, chúng ta biết nếu mà lịch sử truyền giáo đến Việt Nam sớm hơn Hàn Quốc, và nước Hàn Quốc có một thời gian là không có một vị thừa sai nào đó ở trong nước, rồi không có nam nữ linh mục, thì người giáo dân là người truyền giáo. Và bây giờ chúng ta biết thống kê lại, giáo dân Việt Nam của chúng ta chỉ có 6,7-6,8%, trong khi Hàn Quốc người ta đã lên 8,9 hoặc là 9% rồi. Và cái cách thức truyền giáo như thế này, hồi nãy tôi chia sẻ, đó là khi không có linh mục, không có nam nữ tu sĩ, thì mỗi người Hàn Quốc, mỗi giáo dân Hàn Quốc là người truyền giáo. Và họ cương quyết như thế này, mỗi năm mỗi người giáo dân phải đưa về được một người tân tòng. Thử hỏi anh chị em ngồi đây, số lượng rất cũng khá đông. Mỗi năm hay là trong cuộc đời của chúng ta đưa được bao nhiêu người tân tòng, giới thiệu Chúa cho bao nhiêu người, và đã mời gọi được ai vào đạo chưa? Đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ, đây là điều mà chúng ta cần phải ý thức hơn. Người Hàn Quốc mỗi năm một người giáo dân phải đưa về được một người tân tòng. Tất nhiên là chất lượng, là đời sống đạo đức, không phải là số lượng. Tôi nhắc lại hồi vừa rồi, Đức Giáo Hoàng Francisco qua Hàn Quốc, Ngài đã nhắc lại cái cách truyền giáo của người Hàn Quốc như là mẫu gương, như là khuôn mẫu cho các nước Á Châu về việc truyền giáo. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đôi lúc chúng ta quên mất cái sứ vụ của chúng ta, đó là chỉ đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật dâng lễ, rồi sau đó trở về gia đình sống chưa đủ, mà phải là những con người truyền giáo, những người có thể được giới thiệu Chúa cho người khác. Năm nay năm phúc âm hóa gia đình, có thể việc truyền giáo đó khởi đầu từ gia đình. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu không bao giờ bước ra, hoặc là chưa bao giờ bước ra khỏi tu viện để đi loan báo tin mừng, nhưng mà được đặt làm bổn mạng của các sứ truyền giáo. Sau này tôi biết các vị truyền giáo một ngày họ có một cái tâm niệm, đó là phải ngồi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể 2 tiếng đồng hồ, chầu Chúa Giêsu Thánh Thể 2 tiếng đồng hồ để cầu nguyện cho việc truyền giáo và để có sức lực lo cho việc truyền giáo. Và hình ảnh mẹ Teresa Canquita cũng vậy, khi mẹ được giới chức Nga mời qua bên nước Nga để lo cho các người lớn tuổi, để cho các trẻ mồ côi, thì khi mẹ qua, mẹ họ nói mẹ cần giúp gì, thì mẹ nói chúng tôi chỉ cần một miếng đất để chúng tôi cất một cái nhà nguyện. Thì giới chức Nga họ nói như thế này: chúng tôi mời mẹ qua đây để lo cho những người già và những trẻ mồ côi, chúng tôi không mời mẹ qua để lập nhà nguyện, nhập nhà thờ. Mẹ Teresa Canquita nói rằng chính nơi nhà nguyện đó, chính nơi nhà thờ đó, hằng ngày chúng tôi chầu Thánh Thể để chúng tôi kính múc sức sống và chúng tôi có thể phục vụ được. Vâng, kính thưa cộng đoàn, gia đình của mỗi người chúng ta được gọi là cộng đoàn yêu thương, cộng đoàn cầu nguyện, và từ đó trở thành cộng đoàn loan báo tin mừng, cộng đoàn làm chứng nhân cho Chúa. Khởi đầu điều đó rất là tuyệt vời. Thế nhưng đôi lúc chúng ta cũng sống ngược lại với giá trị tin mừng. Mới đây có một cha chia sẻ: cha biết không, năm gia đình tôi cũng hì hục lắm, giảng cho giáo dân trong xứ, nào là yêu thương, nào là cộng đoàn. Mới giảng xong đi lễ về, gặp hai anh chị gia đình công giáo, chồng xách rửa dí, vợ chạy vòng vòng giáo xứ, chửi nhau ung sùm trên đất hết. Thì ông kêu không biết cái này trở thành là truyền giáo hay là phản truyền giáo. Vâng, đôi lúc chúng ta sống cũng có những cái điều không tốt, gia đình sống không hạnh phúc, gia đình sống sống êm ấm thuận hòa là một lời phản chứng cho việc truyền giáo. Một gia đình công giáo mà sống như vậy à? Một gia đình công giáo mà như vậy à? Tất nhiên chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngày
Chủ nhật truyền giáo nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo, đóng góp cho việc truyền giáo, và mỗi người chúng ta phải là những người sống tác nhân và cũng là người giới thiệu Chúa cho người khác. Xin Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng ta nhận thức hơn về cái sứ vụ, về bổn phận và ơn gọi của chúng ta để chúng ta giới thiệu Chúa cho mọi người. Xin cảm ơn cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, bối cảnh bài tin mừng hôm nay là một tình huống khó xử đối với Đức Giê-xu. Sự khó xử không đến từ bản thân của Ngài, nhưng do các nhà lãnh đạo Do Thái. Các nhà lãnh đạo Do Thái tìm cách gài bẫy Đức Giê-xu, mục đích là họ muốn hủy hoại uy tín của Người. Họ hỏi Đức Giê-xu rằng: có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Đây là một câu hỏi rất nhạy cảm về mặt chính trị. Vào thời Đức Giê-xu, nước Do Thái là một nước thuộc địa của đế quốc Roma, vì thế nộp thuế là một bổn phận bắt buộc. Nếu trong trường hợp này Đức Giê-xu trả lời là không, thì chẳng khác nào Ngài là một tên phản loạn đáng phải chết. Còn nếu Đức Giê-xu trả lời là có, thì chắc chắn chỗ đứng của Đức Giê-xu trong lòng tin của dân chúng sẽ bị tổn thương. Vì sao? Vì dân chúng coi việc nộp thuế cho hoàng đế Roma là một hành động xúc phạm Thiên Chúa, vì Thiên Chúa duy nhất và là vua duy nhất của dân. Rõ ràng trong trường hợp này, Đức Giê-xu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Đức Giê-xu đã phá vỡ thế bế tắc đó bằng câu trả lời rất khôn ngoan: của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Cái gì là của Caesar, cái gì là của Thiên Chúa? Câu trả lời của Đức Giê-xu cho chúng ta thấy điều gì? Của Caesar là những bổn phận trong tư cách là công dân của một đất nước, còn của Thiên Chúa là những bổn phận trong tư cách là công dân của nước trời. Việc nộp thuế trong tư cách là công dân của một đất nước, việc nộp thuế là một bổn phận hợp lệ công bằng vì những tiện ích xã hội mà chúng ta được thừa hưởng. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên bổn phận đối với Thiên Chúa. Bổn phận đó là gì? Đó là hãy trả lại cho Thiên Chúa tất cả những gì mà chúng ta mắc nợ Ngài. Đó là lòng tin tưởng, cậy trông, phó thác và tạ ơn về tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho mọi người chúng ta. Như vậy, từ một tình huống khó xử, nhạy cảm và bế tắc, Đức Giê-xu đã để lại cho chúng ta một bài học, một giáo huấn. Là một người Kitô hữu, chúng ta có hai bổn phận phải chu toàn: bổn phận đối với đất nước và bổn phận đối với Thiên Chúa. Chúng ta không thể lảng tránh hai bổn phận này, vì của Caesar hãy trả về Caesar, của Thiên Chúa hãy trả về Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay được đọc trong Chủ nhật 29 thường niên, cũng là ngày Khánh nhật truyền giáo, như một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta về bổn phận đối với Thiên Chúa. Bên cạnh là công dân của một đất nước, chúng ta phải ý thức rằng chúng ta còn là công dân của nước trời. Bên cạnh bổn phận đối với quốc gia, chúng ta còn phải ý thức rằng chúng ta còn có bổn phận đối với Thiên Chúa. Bổn phận đó là gì? Là trả lại cho Thiên Chúa tất cả những gì mà chúng ta mắc nợ Ngài. Mắc nợ tình yêu phải trả bằng tình yêu. Được ân ban nhưng không, phải cho đi cách nhưng không. Tình yêu và lời Thiên Chúa là những ân ban mà chúng ta được đón nhận cách nhân không. Vậy thì giờ đây chúng ta được mời gọi hãy cho đi cách nhân không. Cho đi bằng đời sống chứng tá tin mừng. Cho đi bằng lời rao giảng, lời chữa lành,
lời cứu độ. Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp ngày Khánh Nhật Thế giới Truyền giáo năm nay, năm 2014, đã nhắc lại, đã lặp lại bản chất của giáo hội là truyền giáo, là ra đi. Ra đi với sự hân hoan của một tâm hồn đầy tràn niềm vui tin mừng, để loan báo niềm vui tin mừng, niềm vui cứu độ là chính Đức Giêsu Kitô. Ngài chia sẻ trong sứ điệp: càng biết Đức Giêsu, chúng ta càng muốn nói về Ngài. Càng thưa chuyện với Đức Giêsu, chúng ta càng khao khát để nói về Ngài. Càng để Đức Giêsu chiếm đoạt mình, chúng ta càng khao khát lôi kéo người khác về với Ngài. Đó chính là truyền giáo. Truyền giáo là một sứ mạng lớn lao mà chính Đức Giêsu đã ủy thác cho giáo hội, và hôm nay, hơn 2000 năm qua, lệnh truyền này vẫn khẩn thiết, vẫn âm vang cách mạnh mẽ trong tâm hồn của mỗi người Kitô hữu. Thực vậy, chúng ta đừng bao giờ để ai cướp mất niềm vui của việc loan báo tin mừng, của việc truyền giáo. Đó chính là lời của Đức Thánh Cha. Vì đó là cách thế mà chúng ta chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa, là trả lại cho Thiên Chúa tất cả những gì mà chúng ta mắc nợ Ngài. Của Caesar hãy trả về Caesar, của Thiên Chúa hãy trả về Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, xin cho mỗi người chúng ta khi lắng nghe bài tin mừng hôm nay luôn ý thức được bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta được đón nhận cách nhân không thì giờ đây chúng ta hãy cho đi cách nhân không. Cho đi bằng cách nào? Cho đi bằng đời sống, bằng lời nói, bằng cả việc làm. Đó là cách thế chúng ta cộng tác vào công cuộc truyền giáo của giáo hội, và sống cách mãnh liệt căn tín của mình. Vì bản chất của giáo hội là truyền giáo, bản chất của giáo hội là ra đi. Ra đi với sự hân hoan nội tâm để loan báo niềm vui tin mừng, niềm vui cứu độ cho tất cả mọi nơi, mọi thời, mọi người chưa nhận biết ánh sáng tin mừng của Thiên Chúa. Amen. Kính thưa ông bà, chị em và đặc biệt các bạn trẻ thân mến, hôm nay ngày lễ Khánh Nhật truyền giáo, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn về bốn phần của chính mỗi người trước mặt Thiên Chúa. Truyền giáo đó là trách nhiệm không ngoại trừ bất kỳ ai. Mọi người đều phải cộng tác với Thiên Chúa trong việc đem tin mừng, đem ánh sáng lời Chúa cho muôn dân. Và đó là bốn phần, ngay cả không phải chỉ đặc biệt cho giới tu sĩ, linh mục, nữ tu, nhưng cho mọi thần phận dân Chúa, ngay cả cộng đoàn, ông bà, chị em là những tín hữu. Tuy nhiên, việc mà chúng ta rao giảng tin mừng trong một bối cảnh xã hội ngày hôm nay quá là một điều khó khăn thật sự, một điều mà không phải nói rằng dễ mà làm cho bằng được. Tuy nhiên, lời của Chúa đó là lời chân lý, lời của Chúa đã là lệnh truyền cho mọi người, và trách nhiệm mọi người chúng ta là công dân của nước Chúa phải thực thi chính lời mà Đức Giêsu đã nói trong tin mừng hôm nay: anh em hãy đi rao giảng cho muôn dân, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, trong cái xã hội ngày hôm nay là một xã hội đa nguyên tôn giáo, thì cái việc mà đem lời Chúa cho những người xung quanh càng là một vấn đề thách đố rất lớn cho mỗi người. Ông bà chị em biết trên thế giới hiện nay có bao nhiêu tôn giáo hay không? Theo các nhà xã hội, người ta có thể tính toán được trên thế giới hiện nay có hơn 20.000 tôn giáo khác nhau, chưa kể những giáo phái cùng một con số rất lớn. Thế giới có 7 tỷ người thì 80% dân số thế giới là những tín đồ của các tôn giáo. Việt Nam chúng ta 90 triệu dân. Theo thống kê của chính phủ thì trên 1/4 dân số của Việt Nam là những tín hữu, tín đồ của các tôn giáo.
Tuy nhiên, nếu như nói về những tín ngưỡng dân gian, nói về đời sống tâm linh tin vào thần hoàng hoặc vua hùng, thì chính lời của nhà nước chúng ta nói, mọi công dân Việt Nam đều mang trong mình một tâm thức về tín ngưỡng tôn giáo nào đó. Kính thưa ông bà chị em, đó là một cái thời đại đa nguyên tôn giáo, và chắc chắn ông bà chị em sống trong một cụm dân cư, một khu dân phố, chúng ta cũng thấy được mình đang sống chung với các những người của các tôn giáo khác. Vậy làm thế nào để tôi nói Chúa cho những người đó? Nếu như chúng ta là những người Kitô giáo tin nhận đạo mình là đạo thật, đạo mình là đạo đúng, đạo chân lý, thì các tín đồ, các tôn giáo khác, người ta cũng có quyền nói đạo của họ là đạo thật, đạo đúng. Vậy làm thế nào để ta có thể nói lời Chúa, nói đạo của mình cho những người xung quanh? Trong khi đó, Công đồng Vatican Đệ Nhị đã xác quyến điều rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa không chỉ bao hàm những ai nhận biết đứng tạo hóa, mà còn nới rộng tới những người chưa nhận biết Thiên Chúa một cách rõ rệt, nhưng tìm kiếm Ngài trong tâm hồn chân thành theo sự hướng dẫn của lương tâm. Nghĩa rằng là giáo hội chúng ta xác nhận rằng nơi các tôn giáo khác cũng có ơn cứu độ. Vậy nếu như tôn giáo bạn cũng có ơn cứu độ, mà mục đích của Kitô giáo chúng ta cũng nhắm đến ơn cứu độ, vậy lời Chúa trong tin mừng hôm nay có phải là lỗi thời hay không? Tại sao Chúa vẫn mời gọi chúng ta, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng tin mừng? Tại sao chúng ta phải làm công việc đó? Vào năm 2000, được sự phê chuẩn của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Ratzinger, lúc bấy giờ là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và sau này là chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã công bố một bản tuyên ngôn mang tên Dominus Jesus, nghĩa rằng là bản tuyên ngôn Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ duy nhất. Một bản tuyên ngôn nói lên cái lời chân thật của niềm tin Công giáo. Bản tuyên ngôn khẳng định rằng là chúng ta phải khẳng định một cách chắc chắn rằng chỉ có một chân lý tôn giáo duy nhất, cũng như chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, không thể nào có nhiều ông Chúa khác nhau, cũng như không thể nào có nhiều chân lý khác nhau và thậm chí đối nghịch nhau. Chỉ có một chân lý duy nhất. Và phần người chúng ta sống trong một xã hội, trong một môi trường luôn bị giới hạn bởi không gian, thời gian, phải có trách nhiệm đi tìm kiếm chân lý đó. Và đó cũng là lý do mà Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi giáo hội tiếp tục hưởng ứng phong trào đại kết của giáo hội Tin Lành, để mời gọi mọi tôn giáo đi tìm cho mình một chân lý tôn giáo đích thật. Vì thế việc rao giảng tin mừng đó là việc mà chúng ta phải nói cho những người xung quanh biết đâu là chân lý thật, đâu là tôn giáo thật. Vậy ông bạn chị em, các bạn trẻ, chúng ta là những người Kitô giáo, chúng ta xác tín thế nào về niềm tin của mình, về đạo lý, về kỳ công, về tôn giáo của mình trước thực tại đa nguyên tôn giáo ngày hôm nay? Làm thế nào trong một cái bối cảnh hơn 20.000 tôn giáo khác nhau trên thế giới, thì đâu là tôn giáo đáng để chúng ta tin nhận, đâu là tôn giáo đáng để chúng ta noi theo? Trong bản Dominus Jesus đó, giáo hội đưa ra 4 yếu tố để khẳng định một tôn giáo chân thật là thế nào. Đầu tiên, thứ nhất, một tôn giáo chân thật phải là tôn giáo mặc khải, nghĩa là một tôn giáo phải từ trời nói cho chúng ta. Từ Chúa Giêsu khoảng 500 năm, Đức Khổng Tử đã từng nói đạo khả đạo phi thường đạo, nghĩa là một tôn giáo mà con người có thể hiểu hết chiều rộng, chiều sâu, chiều dài, chiều cao của tôn giáo đó, thì tôn giáo đó không còn là tôn giáo phi thường nữa. Một tôn giáo chân thật phải có yếu tố mặc khải từ đứng mà tôn giáo thờ lại. Vì nói đến tôn giáo là nói đến yếu tố thiêng liêng, nói đến yếu tố thực tại bên kia thế giới này, thì hẳn nhiên con người không thể nào hiểu thấu được. Và đây chính là tư tưởng mà rất nhiều nhà triết gia, nhiều nhà thần bí đã công nhận. Một tôn giáo chân thật phải là một tôn giáo
mặc khải, do Thiên Chúa mặc khải nói cho con người biết. Kitô giáo chúng ta là đạo mặc khải, một đạo mà chính Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa từ trời cao, Ngài đã xuống thế làm người, mang lấy thân phận con người chư chúng ta để nói cho chúng ta biết Kitô giáo như thế nào, Thiên Chúa như thế nào, và thân phận con người chúng ta phải sống làm sao để lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Yếu tố thứ hai, một tôn giáo chân thật phải là một tôn giáo có khả năng đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa. Vì mọi tôn giáo đều có một mục đích duy nhất, đó là đưa con người đến với ơn cứu độ. Cuộc sống của ông bà, chị em, của mọi thành phần con người trên thế giới này sinh lão bệnh tử như cái nhìn của Phật giáo, sống trong một kiếp sống như đời, con người cảm thấy cứ quằn quại với bao nhiêu những vấn nạn trong cuộc đời, nào là đau khổ, nào là lao nhọc, nào là vất vả. Vì thế con người hướng đến một cái sự giải thoát toàn diện, tìm kiếm cho mình một hạnh phúc đích thực, đó chính là ơn cứu độ mà mọi tôn giáo đều nhắm đến. Vì thế một tôn giáo chân thật phải một tôn giáo đưa đến con người đến gặp gỡ với nguồn cội của ơn cứu độ đó. Vậy một tôn giáo chân thật phải là một tôn giáo đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chính là nguồn cội của ơn cứu độ, nguồn cội của mọi hạnh phúc mà con người hằng khao khát. Kitô giáo chúng ta có lời kinh lạy Cha, một lời kinh mà tin nhận rằng con người chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa bằng hai tiếng Abba, lạy Cha chúng con ở trên trời. Nghĩa rằng là nơi Kitô giáo chúng ta xác nhận một mối tương quan rất gần gũi, rất thiết thân, một tương quan cha con, một tương quan gia đình. Một tương quan như vậy là một tương quan gần gũi. Thiên Chúa có thể đến với con người và con người có thể gặp gỡ với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa từ trời cao, phần là phần Thiên Chúa, nhưng Ngài lại chấp nhận mang lấy thân phận của con người để đến sống với con người. Vì thế Kitô giáo chúng ta có yếu tố giúp cho con người đến gặp gỡ với Thiên Chúa khi dạy cho chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Yếu tố thứ ba, một tôn giáo chân thật phải là một tôn giáo có khả năng đưa con người đến gặp gỡ con người. Con người là một sinh vật có tính xã hội, không ai sống một mình đơn lẻ, không ai sống một mình có thể chu toàn mọi sự cho chính bản thân mình. Cuộc sống một con người sinh ra ở giữa đời luôn có sự đan xen chồng chéo trong trách nhiệm, trong bổn phận, trong quyền lợi của nhau. Chúng ta sống một ngày là chúng ta nhờ biết bao nhiêu những sản phẩm của người khác. Chúng ta được lớn lên là nhờ biết bao nhiêu những mối tương quan trong gia đình, ngoài xã hội. Vì thế một tôn giáo chân thật phải là một tôn giáo đưa con người đến gặp gỡ con người. Nếu như tôn giáo nào mà dạy cho con người sự chém giết, sự hận thù, sự chiến tranh, thì tôn giáo đó thiếu đi yếu tố chân thật. Kitô giáo chúng ta có giới răn duy lớn nhất, đó là mến Chúa yêu người. Mến Chúa đó là bổn phận của con người đối với Đấng đã sáng tạo vạn vật muôn loài, tạo cho con người sự sống và chính bản thân mình. Tuy nhiên giới răn đó được đặt ngang hàng với việc chúng ta phải yêu thương nhau. Kitô giáo không bao giờ dạy cho con người ôm bom đi khủng bố những người xung quanh. Kitô giáo không bao giờ dạy cho con người biết trả thù nhau. Nhưng Kitô giáo còn dạy cho con người phải yêu thương nhau, yêu đến độ yêu cả kẻ thù và làm lợi cho những người bắt hại chúng ta. Đức Kitô đã sống điều đó, và Đức Kitô đã dạy cho chúng ta giới răn đó: anh em phải biết yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đó là yếu tố chân thật trong đạo Kitô giáo. Và hẳn nhiên một trong những yếu tố mà nói lên sự chân thật của một tôn giáo chân thật, như tuyên ngôn Dominus Jesus đưa ra, đó là tôn giáo có thể liên kết chúng ta với những cái cách giải thoát khỏi những âu lo, sợ hãi, đau khổ hay cả sự chết. Bao nhiêu những vấn nạn cuộc đời mà chắc chắn các bạn trẻ cũng đã từng một lần đặt ra cho chính mình.
tôi sinh ra ở đời làm gì? Mục đích của đời của tôi như thế nào? Phải chăng cả cuộc đời này tôi chỉ lao mình vào tìm tiền, tìm kiếm dân vòng, tìm kiếm lạc thú, hay bên cạnh đó còn yếu tố nào ý nghĩa hơn hay không? Nhưng câu hỏi đó, tôi là ai? Tôi đang sống ở đời này làm gì? Chết đi rồi, bên kia cái chết là những vấn nạn gì? Thì một tôn giáo chân thật phải trả lời cho được những vấn nạn đó. Kitô giáo có biến cố của cái chết và sống lại Đức Kitô là một câu trả lời cho mọi vấn nạn trong thân phận của con người. Cuộc đời sống ở trần gian này chỉ là tạm bợ, cuộc sống bên kia cái chết mới chính là cuộc sống thật. Sống ký gửi về, đó là một điều mà lời của Thiên Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Vậy, một thế giới ngày hôm nay có trên 20.000 tôn giáo khác nhau. Mỗi tôn giáo đó cũng có những yếu tố chân lý, ơn cứu độ. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của đức tin Kitô giáo, qua bản tuyên ngôn Dominus Jesus, mời gọi cho ông bạn chị em chúng ta xác tính những cái nét đẹp của Kitô giáo, những nét độc sáng của niềm tin Công giáo chúng ta. Tôn giáo chúng ta đó mang yếu tố là một tôn giáo mặc khải, một tôn giáo có khả năng đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa, một tôn giáo có khả năng đưa chúng ta đến gặp gỡ với anh em đồng loại, và cũng là một tôn giáo có thể giải đáp được những vấn nạn trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Đó là bốn yếu tố nói lên một tôn giáo đáng để chúng ta tin, đáng để chúng ta sống theo. Vậy trong bối cảnh ngày Khánh Nhật truyền giáo ngày hôm nay, hẳn nhiên chúng ta không chỉ xác nhận bằng lý thuyết, nhưng hẳn là để làm cái việc truyền giáo, chúng ta hãy sống những nét đẹp đó của chúng ta, hãy xác tín nét đẹp đó của niềm tin Công giáo, và hãy đưa những nét đẹp đó vào trong cuộc đời mỗi người. Nếu như chúng ta tin rằng đạo chúng ta là đạo mặc khải, thì chúng ta phải xác tín, phải tin vào những mầu nhiệm mà đôi khi lý trí chúng ta không thể hiểu thấu được. Cuộc đời ở trần gian này có giỏi lắm 36,000 ngày, nhưng cuộc sống của người Công giáo chúng ta xác tín rằng bên kia cái chết mới là sự sống thật. Để rồi trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta hãy hướng lòng về nước Chúa, hãy hướng lòng về sự sống thật đó. Nếu như chúng ta tin thật đạo chúng ta có khả năng đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa là một vị vua của vạn vật vũ trụ, một đấng quyền cao chức trọng, thì trong cuộc đời sống đạo mỗi ngày, hãy đưa Chúa vào trong cuộc sống cá nhân mình, hãy đưa Chúa vào trong đời sống gia đình của mình. Ước gì mỗi ngày khi đêm về tối đến, vợ chồng con cái anh chị em quy tụ với nhau trước bàn thờ tổ tiên, trước bàn thờ Thiên Chúa Đức Mẹ Maria, để cùng với nhau đọc lên lời kinh lạy Cha, kinh kính mừng, kinh sáng dân, để xác định rằng Chúa là Cha chúng ta đang ở giữa gia đình. Nếu như chúng ta là tin rằng đạo chúng ta có khả năng đưa con người đến gặp gỡ con người, thì ước gì trong đời sống mỗi ngày chúng ta phải biết sống yêu thương nhau, sống quảng đại, bao dung, thứ tha cho nhau. Và thậm chí nếu như chúng ta chưa thể yêu thương được những người bên cạnh, thì ít là trong đời sống mỗi ngày chúng ta đừng cứ làm cái điều gì có hại cho đồng loại. Làm ăn thì phải nghiêm chỉnh, công ăn việc làm thì phải là đoan trang. Trong đời sống hôn nhân vợ chồng thì phải nghiêm chỉnh trong đời sống vợ chồng. Các bạn trẻ đang sống trong đời sống yêu thương thì hãy phải biết sống một tình yêu trong sáng, thanh cao, vì đạo chúng ta giúp cho chúng ta đến gặp gỡ con người. Chính khi chúng ta dám sống những giá trị của nét đẹp đó, thì chúng ta chính là những chứng nhân sáng giá, những chứng tá đích thực của đời sống Kitô giáo chúng ta. Thánh Teresa, hài đồng Giêsu, một vị thánh chỉ sống trên đời 24 tuổi, 24 năm, và cả cuộc đời đó chỉ quay quẩn trong bốn bức tường, nhưng thánh nhân đã trở thành là nhà truyền giáo đại tài, là bốn bảng của các sứ truyền giáo, là một tiến sĩ của giáo hội, chỉ vì thánh nhân đã sống được những nét đẹp của Kitô giáo. Cầu chúc cho mọi người chúng ta và các bạn trẻ hãy dám tin vào niềm tin của mình, hãy xác tín vào những nét đẹp của đạo mình, và nhất là hãy dám sống cho những nét đẹp đó. Amen.
Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng mà vừa xong chúng ta nghe Thánh Matthew thuật lại trong Chúa Nhật 29 hôm nay đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề. Nhưng trước khi chúng ta đi vào chiều sâu của bài tin mừng này thì chúng ta cũng hiểu một phần nào cái bối cảnh mà ngày hôm nay người Do Thái muốn bách hại Đức Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, ở trong xã hội Do Thái thời Đức Giêsu thì có nhiều phe phái. Có những phe phái mà tương đối nổi tiếng là giữ luật lệ của Môi-se, đó là những người biệt phái và luật sĩ. Những người này thì luôn luôn có ý tưởng chống đối với đế quốc Roma. Còn một bè nữa là bè Herode. Bè này thì thân với đế quốc Roma để có thể kiếm chác địa vị, danh vọng và tiền bạc. Còn một nhóm nữa là nhóm nhiệt thành, thì chống đối tất cả những gì là của đế quốc và hoàn toàn không chấp nhận là đế quốc có một ảnh hưởng nào đó trong vấn đề tôn giáo của mình. Bình thường thì những phe nhóm này không hợp nhau bao nhiêu, nhưng mà để có thể chống đối lại Đức Giêsu thì họ lại vào cùng một phe để gài bẫy, hầu có thể bắt bẻ Chúa Giêsu và tố cáo Chúa Giêsu. Đấy là bối cảnh mà chúng ta thấy được trong bài tin mừng ngày hôm nay. Vậy phía biệt phái họ cộng tác với phía Herode để tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu và tố cáo Chúa Giêsu, nên họ mới giả hình giả bộ và đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, thầy là một con người giảng về Thiên Chúa và thầy là một con người ngay thẳng, tức là có gì nói vậy, không có quanh co. Rồi họ mới đặt vấn đề với Đức Giêsu rằng: Có phải nộp thuế cho Caesar không? Một cái câu hỏi mà mình tưởng rằng nó là câu hỏi bình thường, nhưng mà thật ra là một câu hỏi rất nham hiểm. Từ vì nếu Đức Giêsu trả lời rằng phải nộp thuế cho Caesar thì điều đó làm cho những người nhiệt thành và những người biệt phái sẽ kết án Đức Giêsu và dân chúng cũng sẽ phản đối Đức Giêsu. Từ vì Đức Giêsu đi với đế quốc Roma mà không phải là một con người yêu nước. Còn nếu trong trường hợp nói rằng không phải nộp thuế cho Caesar thì điều đó cũng có nghĩa là phe Herode là những người thân với hoàng đế, với phe đế quốc, sẽ kiếm cách nói rằng Đức Giêsu là con người nổi loạn, là con người lôi cuốn dân chúng chống lại đế quốc Roma. Trả lời như thế nào, có hay là không, đều là vướng vào cái bẫy của họ. Nhưng mà ở nơi đây Đức Giêsu đã trả lời một cách hết sức khôn ngoan, và qua đó Đức Giêsu hướng dẫn mỗi người chúng ta trong cuộc sống này. Đức Giêsu hỏi rằng: Các ông cho tôi coi một cái đồng tiền. Và họ móc ở trong túi ra cái đồng tiền, và Chúa Giêsu hỏi: Hình tượng và đồng tiền là của ai? Thì họ nói rằng: Của Caesar. Thì Chúa Giêsu nói: Của Caesar thì trả cho Caesar. Điều đó Chúa Giêsu nói với họ như thế này: Một cái điều hiển nhiên, dầu rằng các ông có chống cái đế quốc đó, nhưng mà các ông hàng ngày vẫn tiêu thụ, vẫn chuyển giao cái đồng tiền quan của đế quốc Roma, thì điều đó đối với các ông chẳng có gì là lạ lùng và chẳng đặt vấn đề gì cả. Các ông vẫn sử dụng, và một hình thức nào đó các ông vẫn lệ thuộc vào đế quốc Roma, và vì vậy mà các ông vẫn đóng thuế bình thường cho đế quốc Roma. Câu trả lời đó là câu trả lời mà Chúa Giêsu muốn nói với những người Do Thái, là
cái quyền hành của đế quốc nó cũng chính là, nếu nó hợp pháp thì nó là quyền hành phát xuất bởi Thiên Chúa. Mà trong cuộc sống thì một hình thức nào đó, khi các ông đã chấp nhận những cái luật lệ, những cái chi phối về kinh tế, thì các ông phải có nghĩa vụ để đóng thuế. Nhưng mà đi xa hơn nữa, Chúa Giêsu còn nói với họ là cái gì của Thiên Chúa thì phải trả lại cho Thiên Chúa. Đây là một vấn đề mà Chúa Giêsu không những hướng dẫn tất cả những con người Hê-rô-đê, những con người của biệt phái luật sĩ và nhiệt thành nữa, mà cả chúng ta ngày hôm nay. Các ông là những con người được Thiên Chúa tuyển chọn, nên các ông thuộc về Thiên Chúa. Các ông có nghĩa vụ về vấn đề tôn giáo. Các ông thuộc về Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là các ông phải tuân thủ, giữ gìn những điều mà Chúa dạy. Và ở đây Chúa Giêsu cũng nói rằng đối với những người nhiệt thành thì họ không chấp nhận đưa một cái đồng bạc có cái hình của một cái đế quốc nào đó, tức là một đế quốc ngoại lai, vào trong nhà thờ. Vậy cái hình của Caesar không được lưu hành ở trong đền thờ. Nếu trong trường hợp cái hình đó mà được lưu hành thì cũng có nghĩa là phạm điều răn thứ hai. Điều răn đó là điều răn không được khắc hình tượng của bất cứ một ngẫu tượng nào. Còn ở nơi đây Chúa Giêsu nói của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa khi sáng tạo nên con người, Thiên Chúa đã ghi hình ảnh của mình vào trong con người. Và hình ảnh đó là hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương, của một Thiên Chúa toàn năng. Vậy ở nơi con người là Thiên Chúa ban cho không những có thể xác mà còn linh hồn nữa. Linh hồn để có thể nhận biết được Thiên Chúa là đấng nào. Và từ khi nhận biết Thiên Chúa là đấng nào thì con người phải suy phục Thiên Chúa, và đồng thời có tự do để con người có thể lựa chọn, để có thể chấp nhận Thiên Chúa. Và có linh hồn để con người suy nghĩ về những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho mình. Những ân huệ đó Thiên Chúa ban cho con người, đó là con người có ý thức và có tự do. Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa ban cho con người có những cái quyền lợi căn bản. Quyền lợi đó, đó là sự tự do của con người, tự do để lựa chọn chính thể, tự do để lựa chọn cuộc sống, tự do để có thể nói lên cái ý tưởng của mình, tự do để có thể đi đây đi đó, ở chỗ này chỗ khác. Nên những quyền đó là những quyền căn bản của con người. Nhưng mà tất cả những quyền lợi đó, nó đều đi đôi với một cái việc là con người nhận biết được chân giá trị của mình, để có thể tự trọng và đồng thời có thể tôn trọng người khác. Từ cái điểm căn bản đó, con người suy luận là Thiên Chúa yêu thương, ban cho con người đầy đủ mọi cái quyền lợi và ân huệ. Thì từng người một cũng phải tôn trọng anh em của mình, vì họ cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa phú bẩm những cái gọi là căn bản của con người. Nên vì vậy, cái việc quan trọng nhất của con người đó là nhận biết được Thượng Đế là đấng nào, để con người suy phục, tôn kính. Và con người có tương quan với xã hội, để con người xây dựng xã hội này càng ngày càng tốt đẹp hơn theo ý của Thiên Chúa. Nên vì vậy, con người không được xúc phạm đến tha nhân, như là việc con người phá thai, việc con người ngăn cản tài năng của người khác, việc con người ngăn chặn tự do của người khác. Tất cả những cái đó đều là vi phạm đến những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho họ. Vậy khi Chúa Giêsu nói trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa yêu cầu và mong mỏi cho con người là phải
trả về cho Thiên Chúa, tức là con người phải gắn bó với Thiên Chúa, phải tôn thờ Thiên Chúa và đồng thời tôn kính tất cả những gì mà Thiên Chúa đã sáng tạo. Nên việc mà con người ngày hôm nay, khi mà người ta phá rừng, khi người ta tận thu tất cả mọi cái tài nguyên để vơ vét, để làm hại và không tái lập lại gọi là cái trạng thái quân bình của đất nước, của thế giới, thì đương nhiên những cái hậu quả mà gây hại cho biết bao nhiêu người khác, như lũ lụt, như là thời tiết thay đổi, rồi trong khi đó những vũ khí hóa học hay là tất cả những cái phương tiện khác mà nhiều khi người ta chế ra, như là những cái hóa chất chẳng hạn, nó làm hại đến cái sự sống của con người, nó ảnh hưởng đến cái môi trường, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống yên lành của người khác. Tất cả những cái đó đều vi phạm những cái điều luật mà Thiên Chúa đã ban bố cho con người. Nên vì vậy, khi Chúa Giêsu nói của Caesar thì trả về cho Caesar, của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa, điều đó Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta trong cuộc sống này là đừng bó gọn Thiên Chúa ở trong ngôi thánh đường, nhưng mà Thiên Chúa phải ngự trị trong tâm hồn con người, và con người phải thực thi những điều mà Chúa muốn trong cuộc sống này. Nên vì vậy, người ta phải thi hành hay là phải thực hiện những điều Chúa muốn, đó là lòng yêu thương. Và cái lòng yêu thương nó dàn trải từ trong gia đình cho đến xã hội, từ công sở cho đến cả những nơi chợ búa nữa. Và con người không thể nào chỉ nghĩ đến mình mà bất chấp quyền lợi của người khác. Nên trả về cho Thiên Chúa, điều đó cũng có nghĩa là con người phải cộng tác với Thiên Chúa để làm cho xã hội này, cho thế giới này càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng sống hòa thuận và bình an theo ý muốn của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ý thức được lời của Chúa, của gì, cái gì của Caesar thì trả cho Caesar, và cái gì của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa, để chúng ta sống đúng với điều mà Chúa muốn. Như thế là chúng ta đang tạo dựng hòa bình trên thế giới này, và đồng thời chúng ta cũng giới thiệu Chúa cho những người anh em của mình. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, là một người công dân thì nghĩa vụ phải thực thi đối với đất nước là lẽ bình thường. Hay là một người cha, người mẹ trong gia đình cũng phải chu toàn bổn phận, nghĩa vụ của ơn gọi của mình. Nói chung, ai trong chúng ta cũng được mời gọi như thế. Và nói như Thánh Savio, chu toàn bổn phận trong niềm vui là phương ngôn nên thánh của Ngài. Thế thì ngày hôm nay lời Chúa cho chúng ta nghe câu chuyện của những người Pharisêu và Herodê tới gặp Chúa Giêsu có liên quan gì tới bổn phận nghĩa vụ của chúng ta hay không? Thưa quý ông bà và anh chị em, câu hỏi của họ khi hỏi Chúa Giêsu có nộp thuế cho Caesar hay không, tại sao lại trở thành một vấn đề? Bởi vì đặt trong bối cảnh đất nước Israel lúc bấy giờ là đang bị đế quốc Roma thống trị. Cho nên đế quốc Roma thu thuế của người Israel, hay nói chung là những khoản thu của dân tộc Israel phải nộp về cho đế quốc Roma. Và trong đất nước Israel thì thủ lĩnh của họ đứng đầu về mặt tôn giáo và cũng kiêm luôn điều hành xã hội là những người biệt phái Pharisêu. Thực tế thì hai đối tượng này không đội trời chung. Những người Pharisêu rất căm thù những người của đế quốc Roma, mà cụ thể là vua Herodê, bởi vì họ đã thống trị đất nước mình, họ
bóc lột dân chúng, vơ vét của cải, chắc chắn là một người yêu nước, không bao giờ đồng lõa với kẻ thù ngoại bang. Cho nên, những người có trách nhiệm, những người đứng đầu xã hội và giáo hội của Israel càng căm thù đối phương là phe Herode. Cũng ngược lại, phe Herode thì cũng căm ghét và muốn triệt hạ những người biệt phái và Pharisêu, bởi vì những người này đứng đầu đất nước Do Thái và đặc biệt là đứng đầu về đời sống tôn giáo, cho nên một lời họ nói ra thì ảnh hưởng rất lớn trên những tín đồ của họ. Cho nên những phe thuộc phái Pharisêu hay Herode là những kẻ thù không đội trời chung. Thế mà hôm nay họ lại hợp tác với nhau để gài bẫy Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu cũng là đối thủ của cả hai phe. Và nói chung hai phe này cũng tìm cách để hạ bệ uy tín Chúa Giêsu, răng bẫy để nếu Chúa Giêsu mắc bẫy thì Ngài không còn ảnh hưởng với dân chúng nữa. Đối với người Pharisêu thì Chúa Giêsu thường hay chống đối họ về những lề luật mà họ đặt ra trên dân chúng. Họ là người sống trong quyền lực, họ là người sống trong xa hoa mà quên đi một dân tộc đang oằn mình dưới ách nô lệ. Và hơn nữa, sứ mệnh của Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu độ những người nghèo hèn, những người thấp cổ bé miệng, những người sống trong kiếp lầm than. Cho nên Pharisêu cũng chẳng ưa gì Chúa Giêsu. Ngược lại, Chúa Giêsu có tầm ảnh hưởng rộng lớn trên dân chúng. Chúng ta còn nhớ câu chuyện hàng ngàn người đi theo Chúa Giêsu nghe giảng và trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì chỉ kể đàn ông thôi là đã 5.000 người. Thế thì nếu mà Chúa Giêsu làm thêm vài phép lạ nữa và có thể quy tụ toàn bộ dân Israel và làm một cuộc đảo chánh thì chắc là ghế của Herode không còn tồn tại trên thuộc địa Israel. Cho nên hai phe này tìm cách hạ bệ Chúa Giêsu để Ngài không còn uy tín trên dân chúng nữa. Câu hỏi của họ răng ra là có nộp thuế cho Caesar hay không? Vì sao câu hỏi này lại là một cái bẫy? Nếu Chúa Giêsu trả lời có nghĩa là Chúa Giêsu tiếp tay cho đế quốc Roma, có nghĩa là Chúa Giêsu cũng đồng ý với ách cai trị của đế quốc Roma, cũng có nghĩa là Chúa Giêsu không đứng về phía dân nghèo mà phải nộp thuế cho đế quốc. Nếu Chúa Giêsu trả lời có, thì như vậy Chúa Giêsu là một công dân Do Thái mà lại đi ngược lại với lòng yêu nước của dân tộc. Vậy Chúa Giêsu có còn là người của Do Thái nữa hay không? Tại sao là một người công dân của một đất nước mà lại đi đồng lõa kết cấu với lại ngoại bang, không xứng đáng là vị thầy của dân tộc? Nếu Chúa Giêsu trả lời không, thì như thế là một bằng chứng hiển nhiên thì Chúa Giêsu đang chống lại đế quốc Roma, và như thế một bằng chứng rõ ràng để tóm cổ Chúa Giêsu vì tội sách động dân chúng đi ngược lại với đế quốc Roma, mà đế quốc Roma lại đang cai trị dân tộc Israel. Cho nên trả lời có hay không cũng đều mắc bẫy. Dĩ nhiên Thiên Chúa là đấng thông minh siêu việt vô cùng, cho nên Ngài biết ngay ác ý của họ, dù rằng trước đó họ có những lời vuốt ve tâng bốc, nào là thầy là đấng chân thật, thầy là đấng không đánh giá bề ngoài, vân 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 vân.
Nhưng Chúa Giêsu không bị mắc lỡm bởi những lời khen ngợi giả dối đó. Người cho nói, cho đồng tiền đây, coi thử xem trên đồng tiền có gì. À, có hình của Caesar. Thế thì Chúa Giêsu trả lời một câu, xem ra chẳng ăn khớp gì với câu hỏi của người ta. Của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Họ đâu có hỏi gì tới Thiên Chúa đâu. Nhưng qua đây, Chúa Giêsu dạy cho họ một bài học. Đừng lập lờ giữa chính trị và tôn giáo. Đừng mượn tôn giáo để làm chính trị. Và cũng đừng lấy chính trị để đè bẹp tôn giáo. Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa, nghĩa là những gì thuộc về đức tin, những gì thuộc về sự thánh thiêng, những gì thuộc về sự thiện thì cứ thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa. Của Caesar trả về cho Caesar, nghĩa là những gì thuộc về thế gian, những gì thuộc về quyền lực, những gì thuộc về vật chất thì cứ để cho nó thi hành, hay là cho nó như là giá trị của nó. Đừng lẫn lộn giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Đừng lẫn lộn giữa quyền lực thế gian và đức tin tôn giáo. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng hai lĩnh vực này cũng không hoàn toàn tách biệt, không hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng nếu hai điều này biết kết hợp với nhau một cách trung thực, chứ không phải kết hợp với nhau một cách ác ý như hôm nay của những người Pharisêu và những người Hê-rô-đê. Nhưng nếu kết hợp với nhau một cách trung thực, nghĩa là xã hội, thế gian kết hợp với đức tin và Thiên Chúa, thì chắc chắn sẽ mưu cầu hạnh phúc cho mọi người. Nếu một người có quyền nhưng sử dụng quyền đó để phục vụ và ý thức rằng quyền này là của Chúa trao ban, thì chắc chắn họ sẽ không lạm quyền. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã trả lời với Hê-rô-đê, nếu ở trên mà không ban quyền cho ngươi thì ngươi cũng chẳng có cái quyền gì hết. Như vậy suy cho cùng, quyền lực trên thế gian này, hay là những người nắm quyền chính trị, hay là phục vụ ở trong một đoàn thể, cũng là do Chúa ban. Bởi vì Chúa Giêsu nói, trên hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Và giá trị trên hết vẫn là giá trị từ Thiên Chúa. Cho nên tiền hay quyền hay một thể chế chính trị nào trên thế gian này cũng là do Thiên Chúa ban. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta là những người sống trong thực tại trần gian, thì chúng ta vẫn chu toàn bổn phận và nghĩa vụ của một con người trần gian. Trong gia đình, chu toàn bổn phận của người cha, người mẹ, người ông, người bà, người con, người cháu. Trong xã hội, chúng ta là một công dân của đất nước, thì chúng ta vẫn thi hành theo luật của một đất nước. Nhà nước quy định ra đường phải đội nón bảo hiểm thì chúng ta vẫn cứ thi hành, bởi vì chúng ta là một công dân của một đất nước. Thế nhưng khi nào quyền của chính trị mà yêu cầu chúng ta đi ngược lại với đức tin thì chúng ta không thi hành. Các cha ông của chúng ta, các vị thánh tử đạo ngày xưa đã chọn lựa giá trị thiêng liêng. Khi bị vua quan bắt bước qua thập giá, bắt chối đạo, nhưng các ngài, tôi là một thần dân, tôi phải tuân phục vua là đúng rồi, nhưng lệnh của vua mà đi ngược lại với đức tin, ngược lại với Thiên Chúa thì không bao giờ tôi thi hành. Nếu quyền lực của thế gian này mà yêu cầu chúng ta đi ngược lại với tôn giáo, chúng ta phải kiên quyết không thi hành. Bởi vì giá trị của thế gian này cũng thuộc quyền của Thiên Chúa. Chúng ta phải chọn Thiên Chúa, phải chọn giá trị thiêng liêng hơn là những giá trị trần gian. Xin cho mỗi người chúng ta
Nếu có quyền trên thế gian này, dù là quyền rất nhỏ nhoi, thì chúng ta vẫn biết kết hợp với thánh ý của Thiên Chúa để chúng ta dùng quyền đó để phục vụ. Còn mỗi người chúng ta, ai cũng đều có một cái quyền mà không ai có thể tước đoạt được, đó là quyền yêu mến và đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Xin cho chúng ta biết phát huy cái quyền đó để rồi chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Amen. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay chúng ta nghe có một chỗ chúng ta cần phải giải thích rõ với nhau trước. Nước Chúa Giêsu thời bấy giờ, nước Do Thái, bị quân Roma người ta đô hộ, cũng giống như Việt Nam mình trước đây đã từng bị đế quốc Mỹ hay thực dân Pháp đô hộ vậy thôi. Cho nên lòng yêu nước luôn luôn là điều có trong mỗi người. Vậy thì thời Chúa Giêsu bị thực dân Roma đô hộ, cho nên dân của Thiên Chúa, dân Do Thái luôn luôn canh cánh trong lòng tìm cho mình một vị anh hùng, tìm cho mình một đấng giải thoát mà cựu ước cũng như lời các ngôn sứ đã từng tiên báo. Một đàng thì người Roma đặt cái ách trên đầu của dân, cụ thể là người ta cử những ông tổng trấn của họ, đồng thời người ta sai những ông vua mà họ đặt lên như vua Herode chẳng hạn. Câu chuyện hôm nay, những người Pha-ri-sêu đi cùng với những người của vua Herode đến rõ ràng để thử Chúa Giêsu, thử để Chúa Giêsu mắc bẫy. Bạn nào từng học triết học chúng ta sẽ thấy đây là cái lý luận rất hay, song quan luận. Trả lời Z cũng chết mà trả lời No cũng đứt đầu. Bởi vì người ta hỏi có được phép nộp thuế hay không? Nếu Chúa Giêsu nói rằng có nghĩa là mang tiền của đất nước mình đi cống nạp cho cái tụi đế quốc kia, có khác gì phản quốc? Và đương nhiên Chúa Giêsu tự kết án mình với người dân Do Thái. Và nếu Chúa Giêsu bảo là không, thì đương nhiên những người phe Herode cũng mang quân đến cắt đầu Chúa Giêsu thôi. Cho nên đầu nào cũng chết, xong quan luận rất hay. Và Chúa Giêsu đương nhiên không trả lời, không dính bẫy, bởi vì người ta biết họ có ác ý. Câu kinh thánh của Sê-gia trả về cho Sê-gia, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Không phải chúng ta ngồi đây, mà nhiều người, những người lương giáo, những người không biết Thiên Chúa là ai, người ta đã từng nói câu này. Xét về mặt lịch sử của giáo hội chúng ta, cũng như lịch sử nhân loại, đã từng có thời, đã từng có lúc, cái gì cũng thuộc về Thiên Chúa hết. Từ thế kỷ cụ thể nhất là thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ thứ 18, tất cả là thuộc về Thiên Chúa. Một ông vua mà lên ngôi không được Đức Giáo Hoàng đặt tay, ông vua đấy không chóng thì trời cũng mất ngôi hoặc là mất mạng. Chúng ta đã từng thấy Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta phải lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi nhà thiên văn học Galilee. Bởi vì thời đấy, cái thời mà cái gì cũng thuộc về Thiên Chúa. Đang ngồi như thế này mà ông ta bảo là trái đất nó quay. Quay sao được, quay thì phải chóng mặt chứ. Các vị mà chức sắc trong giáo hội thì bảo rằng không quay. Còn ông ta thì bảo là quay. Anh quay phải không, tôi cho anh lên tôi đốt. Anh ta sợ quá bảo vâng, nếu mà bảo đưa tôi đốt thì tôi bảo nó không quay. Đưa đốt thì sợ thì nói rằng không quay, nhưng mà nó cứ quay. Để nó là như vậy. Rồi đến một thời, qua cái thời cái gì cũng của Thiên Chúa, đến một chỗ một lúc cái gì cũng của Sê-gia. Cụ thể là chúng tôi đi tu chẳng hạn vậy. Anh đi tu cái thời mà bắt đầu tôi vào nhà dòng đó, anh phải nộp đơn. Và đến cái thời mà cái gì cũng của Sê-gia hết, nhà thờ nhà thánh hỗn loạn lên. Đi đến nhà thờ thì thấy thịt xương, thịt vai, thịt bụng phơi ra cho bằng sạch. Bởi vì Thiên Chúa mất rồi, Sê-gia chiếm lĩnh rồi. Nháo nhào như vậy. Thế chúng ta đứng trước câu hỏi của cái gì của Chúa thì trả về cho Thiên Chúa, của Sê-gia trả về cho Sê-gia, chúng ta sẽ nói như thế nào? Các nhà chú giải kinh thánh thì giải thích câu kinh thánh này như sau. Là bởi vì Chúa Giêsu vẫn tôn trọng quyền bính của nhân loại,
Chúa Giêsu vẫn chấp nhận con người chúng ta đang bước đi những bước đi của lịch sử, cho nên có những sự lãnh đạo. Nhưng mà trên hết và trước hết, xuyên qua lịch sử nhân loại, vẫn có bàn tay Thiên Chúa chỉ đạo tất cả mọi sự. Câu chuyện thời cựu ước, câu chuyện của sách ngôn sứ Isaiah là một minh chứng rất rõ. Cũng thời của đất Do Thái mà xa hơn thời Chúa Giêsu 400-500 năm. Lúc bấy giờ dân Do Thái bị quân Babylon người ta đô hộ. Rồi một ông vua khác nổi lên, ông vua Kiro. Ông này sau khi đánh tan quân Babylon thì trả cho dân Do Thái được tự do trở về cố quốc, nhất là cho họ được tái thiết mọi sự, tạo mọi điều kiện. Và dân Do Thái thấy rằng ông vua Kiro này không phải là người theo đạo Chúa, thế nhưng mà vẫn thực hiện những đường hướng, vẫn tìm mọi cách để cho đạo Chúa được triển dương. Vậy thì Thiên Chúa xuyên qua những việc ta gọi là bất lợi thì làm nên những điều có lợi. Ngày hôm nay chúng ta đang sống một xã hội, sống trong giáo hội mà sách giáo lý vẫn gọi là nhân thần, có nghĩa là lẫn lộn trong những người đạo đức, cả những người tội lỗi. Hầu hết chúng ta là những người tội lỗi, nhưng mà chúng ta vẫn là những người thánh thiện, bởi vì có Thiên Chúa vẫn đang cùng đi với chúng ta. Cái gì thuộc về Thiên Chúa, cái gì thuộc về Sê-gia, vẫn quanh quyền trong con người chúng ta những lựa chọn. Và lựa chọn đấy là chúng ta phải trả lời bằng chính những sự tự do của mình. Thiên Chúa không bao giờ ép uổng, Thiên Chúa không bao giờ thúc bách chúng ta bằng cái lối khiên cưỡng, bởi vì con người chúng ta, mỗi người có sự tự do để chúng ta lựa chọn. Chúng ta lựa chọn Thiên Chúa hay lựa chọn Sê-gia, chúng ta đi theo đường hướng Thiên Chúa hay chúng ta có thể bước ngược lại. Thiên Chúa nếu cất đi sự tự do đấy, con người chúng ta chỉ là cỗ máy, và Thiên Chúa chắc hẳn không còn đẹp, không còn tốt như Thiên Chúa là. Bởi vì Thiên Chúa toàn năng, nên Thiên Chúa đã tôn trọng sự tự do của mỗi người chúng ta. Và xuyên qua sự tự do đấy, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi những bước của chúng ta. Và bước đấy, mỗi người chúng ta với tất cả ý thức và sự tự do, mình mới có thể chọn lựa được. Bằng không mình chọn lựa theo ý hướng của người khác thì rõ ràng Chúa Giêsu nói hỡi những kẻ đạo đức giả. Bởi vì có khi mình đọc kinh đấy, có khi mình làm việc đạo đức đấy, mình chẳng biết mình là ai. Thế nào là thiên của Thiên Chúa và thế nào là của Sê-gia vậy? Thường thì mình hay phân định, hay chia khu rẽ xóm. Cứ ngồi trong nhà thờ này thì chúng ta đạo đức, cứ ngồi trong nhà thờ này mình đọc kinh, mình làm dấu nhân thanh gia và con mà thánh thần, cho nên mình thuộc về Thiên Chúa. Ra khỏi cửa nhà thờ kia thuộc về Sê-gia, cho nên đứa nào đụng với bà là chết với bà. Bởi vì mình phân biệt như vậy, cho nên có chỗ này thì tôi rất đạo đức, chỗ này tôi đạo đức chịu không nổi, nhưng mà ra chỗ kia nó thuộc về Sê-gia mà, cho nên đứa nào mà đụng đến là mình cứ sòng phẳng mà mình làm tới luôn. Vậy thì thử hỏi, có những bước chân âm thầm của những anh chị trong những nhóm ve chai, tức là đến từng nhà xin những bao rác để mà bán lấy tiền ủng hộ cho những nhà cơ nhỡ, những mái ấm, những bước chân đấy đang bước đi trên con đường của Sê-gia hay của Thiên Chúa vậy? Người ta đang ngồi ngoài nhà thờ, người ta đang đi ngoài nhà thờ, thế nhưng người ta đang làm những việc thuần túy của Thiên Chúa. Hay như chúng ta đang ngồi đây, lòng của mình đầy những sôi sục. Sau thánh lễ này, mình sẽ phải có một cuộc bia ôm, mình nhậu làm sao mà cho thằng kia nó gục trong tay của tôi thôi. Nhiều anh thanh niên vẫn nói như vậy đó. Mình sẽ hứa hẹn một cuộc nhậu lớn, và nó sẽ phải gục trong tay tôi, uống cho nó ngất xỉu thôi vậy đó. Vậy thì thưa với cộng đoàn, nhất là các bạn sinh viên, chúng ta luôn luôn vẫn đi trên con đường, và trên con đường đấy Thiên Chúa trải ra những lời mời gọi và để cho chúng ta sự tự do. Sự tự do đấy mỗi người chúng ta sẽ tự đáp trả, tôi chọn Thiên Chúa hay tôi chọn những gì thuộc về Sê-gia. Câu trả lời không ai khác, chính mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta qua câu chọn lựa của mình, chúng ta sẽ bước đi những bước chân gần gũi với Thiên Chúa, hay chúng ta sẽ đi ngược với con đường Thiên Chúa đã vẽ cho chúng ta. Chúng ta cùng đứng.
tuyên xưng niềm tin của mình. Những gì của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc tin mừng hôm nay, Thánh Matthew khởi đầu đã cho thấy những người đến đặt câu hỏi với Đức Giêsu là có ý gài bẫy người. Và chúng ta thấy một chi tiết rất lý thú, đó là những người Pha-ri-sêu và những người thuộc phe Hê-rô-đê, họ không phải cùng phe với nhau. Những người thuộc phe Pha-ri-sêu là những người tự nhận trung thành với lệ luật Do Thái, và bây giờ dưới thời đế quốc Roma đô hộ, họ cũng thuộc vào phía phản đối việc nộp thuế cho hoàng đế. Còn phe thuộc về Hê-rô-đê thì chúng ta biết vua Hê-rô-đê là người làm việc cho đế quốc, và như vậy chắc chắn những người này là những người ủng hộ việc nộp thuế. Hai lập trường khác nhau nên câu hỏi lúc này trở thành khó trả lời. Theo thầy nghĩ thì chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Và ta biết Đức Giêsu đã trả lời một cách hết sức là khéo léo. Ngài chuyển sang một câu hỏi khác: cho tôi xem đồng tiền trên đền đó in hình ai? Hình Caesar. Nếu vậy, cái gì của Caesar trả cho Caesar, cái gì của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa? Ở đây chúng ta thấy một nguyên tắc rất căn bản mà không ai có thể phản đối được, đó là nguyên tắc công bằng, của ai trả về người ấy. Trong những giao dịch bình thường, nếu nhận mà không trả, chúng ta gọi là ăn quỵt. Thì tương tự như vậy, nguyên tắc đó được đặt ra một cách song phẳng hơn trong nhiều mối tương quan. Và câu văn này cho chúng ta thấy người Kitô hữu vốn là công dân của hai vương quốc. Chúng ta là công dân của trần gian, của một quê hương, một đất nước, và chúng ta có nghĩa vụ với quê hương đất nước ấy, có nghĩa vụ với thế giới này. Nhưng ta cũng là công dân của nước trời, và chúng ta có trách nhiệm đối với vương quốc ấy, đối với tất cả mọi thành phần trong vương quốc ấy. Trả nợ ở đây cũng là lúc để chúng ta nhận ra được chúng ta đón nhận từ người khác, từ Thiên Chúa, từ mọi người rất là nhiều. Và vì vậy có để cả cuộc đời để chúng ta đền đáp những gì chúng ta đón nhận cũng chẳng bao giờ cho cân. Ở Việt Nam chúng ta là một quốc gia lịch sử quá nhiều thăng trầm, có thể nói là 1000 năm đô hộ của Tàu, 100 năm người Tây ở đây, và biết bao nhiêu giai đoạn lịch sử chúng ta bị chồng chất bởi những khoản thuế bất công. Bất công đến độ người nộp thuế không còn đủ tiền để sống. Bất công đến độ đồng tiền đó thay vì phục vụ lại cho công ích của xã hội lại chui vào tay của một số người nào đó. Và chính vì thế mà người ta trở thành một thứ tập quán là luồn lách được thì luồn lách. Lẽ ra khi chúng ta đón nhận những phúc lợi của xã hội thì việc nộp thuế nó là một việc rất bình thường, như trách nhiệm của một thành viên trong một tập thể sẽ phải đóng góp cho công ích. Và tương tự như vậy, như ở trong câu chuyện tin mừng hôm nay, nộp thuế dưới thời của đế quốc La Mã thì những đồng tiền đó thay vì phục vụ lại cho dân Do Thái thì đại đa số sẽ tuồn về phục vụ cho hoàng cung tại Roma. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn là đấng dẫn dắt lịch sử, và Thiên Chúa vẫn là đấng sử dụng những tác nhân của trần gian. Có khi Thiên Chúa sử dụng những tác nhân bất ngờ, như ở trong bài đọc 1, vua Kiro vốn là một vị vua dân ngoại, sẽ là người đến đánh thắng được người Babylon và cũng đem lại hòa bình cho đất nước của Do Thái. Vua Kiro vốn là người Ba Tư, là người ngoại giáo, nhưng mà Isaiah khẳng định ta đã cầm lấy tay nó, thước khí giới của các vua, mở toang cổng thành, và ta đã chọn nó như đã chọn Israel. Thế nhưng liền sau đó Giabê khẳng định ta là Đức Chúa và không còn chúa nào khác, chẳng có Thiên Chúa nào ngoại trừ ta. Cái khác trong niềm tin của người Kitô hữu chính là
tất cả mọi quyền lực của trần gian này nếu có cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa. Khi Phi-la-tô đối đầu với Đức Giê-xu thì Đức Giê-xu cũng đã nói như vậy: nếu quyền trên không ban cho thì ông cũng chẳng có quyền gì trên tôi. Và trong tình huống này, một đàng chúng ta thi hành trách nhiệm đối với thế gian, nhưng nếu phải chọn lựa thì chúng ta không bao giờ có quyền chọn lựa trần gian hơn là Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta không bao giờ quên rằng ngay cả thế giới này, vũ trụ này, ngay sự hiện diện của mỗi một con người chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta đã bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và nếu không có Thiên Chúa thì chẳng có gì tồn tại. Thế nên nếu nói đến cái việc công bằng ở đây, thì trước tiên bản thân mỗi người chúng ta phải nhớ chính chúng ta đã được in hình Thiên Chúa. Đúng thế, đồng tiền được nói ở trong Tin Mừng đó là đồng tiền in hình Caesar. Còn mỗi người chúng ta khi Thượng Đế sáng tạo nên, trong Sáng Thế Ký ghi rõ ta dựng nên con người giống hình ảnh của ta. Và vì vậy trả lại cho Thiên Chúa chính là trước tiên bảo vệ cho chân dung khuôn mặt cuộc đời của mình, không làm nhơ uế, không làm bôi bác đấng mà chúng ta tin tưởng. Trả lại cho Thiên Chúa ở đây cũng chính là tôn trọng tất cả những luật lệ thiên nhiên mà Thiên Chúa đã đặt để trong cái quy trình của vũ trụ này. Tôi đang nhớ đến một câu chuyện một vị vua nước Đức, vua Frederick. Một lần đó ông làm bài tính nhẩm: hiện nay cái đàn chim sẻ nó ăn biết bao nhiêu lúa trong nước của ta, cứ mỗi một con chim sẻ nó ăn bằng đó lúa, và như vậy cứ nhân lên hàng triệu con chim sẻ trong nước thì chúng ta tốn rất nhiều lúa. Thế là ông liền đưa ra một kế hoạch cổ võ tất cả mọi người là bắt chim sẻ, và ai bắt được lại còn có thưởng, thế thì mọi người đều vui vẻ. Thế nhưng bất ngờ, sau khi mùa lúa đã đến, lúa chín thật là chín, thì cũng lúc đó xuất hiện sâu bọ. Bấy lâu nay chim sẻ có tác dụng để nhặt sâu, mà giờ đây chúng đã bị giết hết rồi. Thế thì đó là nguyên nhân để đưa đến một vụ mùa thất bát. Cũng tương tự như một năm nào đó ở nước ta, người ta đua nhau để bắt mèo, để lấy đuôi mèo, và hậu quả là nạn chuột phá lúa phá rẫy. Khi con người ta từ chối luật của thiên nhiên, khi người ta cưỡng ép dòng sông dòng nước, khi người ta muốn thay trời để làm mưa, khi người ta muốn phá những khu rừng để làm theo ý của mình, thì nó đã trở thành nguyên nhân của bão lụt, nguyên nhân của biết bao nhiêu những thiên tai hạn hán. Rồi sau đó chúng ta không bao giờ quên những nghĩa vụ đối với những người gần nhất ở trong nhà của chúng ta, nghĩa vụ giữa vợ chồng, nghĩa vụ giữa con cái với cha mẹ, nghĩa vụ với bạn bè, và nghĩa vụ với cuộc đời, với con người. Khi chúng ta trả về cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải biết tôn trọng sự sống mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Chúng ta không sử dụng những loại kích thích để làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Chúng ta không thể nhân danh tự do để bao nhiêu kẻ trẻ sơ sinh sẽ không được chào đời. Chúng ta tôn trọng lời luật của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa, tức là chúng ta cũng nhìn nhận nơi những người anh em của chúng ta là những người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, để rồi chúng ta yêu thương. Trong tình huống này, người ta không nói đến chữ thuế là một khoản bắt buộc, nhưng mà lúc này nó chính là một lời mời gọi để chúng ta quảng đại hơn, chia sẻ với anh em mình, tạo điều kiện cho những người anh em cùng khổ nhất có điều kiện để sống xứng với nhân phẩm của mình, để có thể hoàn thành được cuộc đời của họ. Và nếu khi xảy ra những xung đột giữa quyền lợi của trần gian và quyền lợi của Thiên Chúa, thì chúng ta có một mẫu gương tuyệt hảo nhất là Đức Giê-xu, và suốt 20 thế kỷ qua, hàng vạn, hàng triệu những vị thánh tử đạo, những vị chân phước, khi phải chọn lựa giữa những giá trị của Thiên Chúa và giá trị trần gian, thì đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình.
chắc trong cuộc sống thường ngày của chúng ta chẳng có điều kiện để hy sinh mạng sống vì Chúa. Nhưng có đôi lúc chúng ta phải có một số sự hy sinh nhất định để chúng ta xứng đáng là con của Thiên Chúa. Thí dụ như một tuần đi lễ một lần thì khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng cũng có người cũng bớt xén với Chúa. Một ngày 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta dành được mấy phút để cầu nguyện với Thiên Chúa vào buổi sáng sớm và vào buổi tối. Và tất cả mọi thứ trần gian mà chúng ta đã đón nhận được, Đức Giê-xu đã nhắc nhở, ai đã đón nhận nhưng không thì cũng biết chia sẻ nhưng không. Chúng ta giữ lại cho mình hay chúng ta biết chia sẻ cho người khác để trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Và xin cho lề luật của Thiên Chúa sáng soi bước đường của chúng ta đi, để chúng ta luôn cư xử với nhau trên luật công bằng và hơn thế là luật bác ái yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin. Thưa anh chị em, bài tin mừng anh chị em vừa nghe trích trong tin mừng theo Thánh Matthew chương thứ 12 câu 15-21. Sau khi xem bài tin mừng này nhiều lần thì tôi xin phép đặt tên cho bài giảng mà tôi sắp diễn nghĩa ở trước nộp thuế hay không nộp thuế. Trước hết, qua bài tin mừng này, chúng ta thấy hiện rõ hai ý tưởng. Ý tưởng thứ nhất là phải tỉnh táo đề phòng, và ý tưởng thứ hai là cần phải phân biệt hai đô thành trần gian và đô thành thiên quốc. Chúng ta phân biệt như vậy để thấy được lời giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô rất khôn ngoan và tài tình ở cuối bài tin mừng này. Của vua thì trả vua, của Chúa thì trả Chúa. Vậy trước hết, qua bài tin mừng này, Chúa muốn dạy chúng ta điều thứ nhất là cần phải tỉnh táo, tinh ý, đề phòng. Tại sao vậy? Là thưa, bởi vì có nhiều người ở chung quanh chúng ta, mà căn cứ theo bài tin mừng này đó, thì các ông Pha-ri-siêu. Các ông Pha-ri-siêu là những người giả nhân giả nghĩa, các ông tâng bốc, hơi có vẻ nịnh bợ Chúa Giê-xu, nói là thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chuộng sự thật, thầy không có cứ cái vẻ bề ngoài mà xét xử người ta, và thầy căn cứ vào sự thật mà giảng dạy đường lối của Thiên Chúa. Những lời lẽ đó thầy nghe ngọt lắm và bùi tai lắm, nhưng mà Chúa Giê-xu tinh ý lắm. Người phát hiện ngay ra cái ác ý của các ông ấy. Các ông nói như vậy để mà dụ người vào cạm bẫy, nhưng mà vì người tinh cho nên người không có rơi vào cái cạm bẫy của các ông. Người nói ngay rằng, tại sao các người lại thử tôi? Hỡi những người đạo đức giả. Ngài phát giác luôn, các ông là những người đạo đức giả, là giả nhân giả nghĩa mà nói như vậy. Lòng của các ông có như vậy đâu. Các ông đặt cạm bẫy cho Chúa, để Chúa mà lỡ lời thì các ông bắt bẻ. Cho nên Chúa dạy chúng ta điều thứ nhất là cần phải tinh ý, cần phải tỉnh táo, đề phòng. Đề phòng với những người giả nhân, giả nghĩa. Đề phòng với những người có ác ý. Đề phòng đối với những người xấu bụng. Ai là những người ác ý? Ở chung quanh chúng ta gặp những người ác ý lắm. Họ có thể là vu khống chúng ta, họ có thể là bày đặt chuyện nọ chuyện kia, và có thể là bày mưu cho chúng ta mắc bẫy. Cho nên là coi chừng với những người ác ý, người ác ý ở chung quanh chúng ta. Đề phòng thôi, chứ cũng không có nên quá đa nghi. Mình tinh ý thì mình thấy trong lời nói, trong cử chỉ của người ta có cái gì đó khiến mình phải đề phòng. Và đề phòng những người ác ý, những kẻ xấu bụng. Cái kẻ ác ý và xấu bụng là ai? Thưa là Satan. Satan là tinh cám dỗ, tức là ma quỷ đó. Ma quỷ nó có trăm mưu ngàn kế để mà dụ dỗ, để mà lôi kéo chúng ta. Cho nên chú muốn dạy chúng ta là phải tinh ý, phải đề phòng những kẻ xấu bụng, những kẻ có ác ý. Chú biết các ông Pha-ri-siêu là những người có ác ý. Như vừa nói ra Chúa phát giác như vậy, thì Chúa cũng dạy chúng ta phải tinh ý, tỉnh táo như vậy, để mà phát giác những mưu mô cạm bẫy của người ta, để khỏi bị lường gạt. Và nhất là đối với kẻ xấu trên hết ấy, là ma, nó bày ra đủ thứ để mà lôi kéo, để mà dụ dỗ chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á,
Chúa muốn dạy chúng ta là phải phân biệt hai đô thành trần gian và đô thành thiên quốc. Đô thành trần gian là cái gì? Là xã hội loài người này, là xã hội dân sự, là môi trường sinh sống này, những người chúng ta sinh sống xung quanh chúng ta đó, đó là đô thành trần gian. Còn đô thành thiên quốc là cái gì? Đô thành thiên quốc là luật của Chúa, là lời của người, là tiếng nói của lương tâm. Hai cái đô thành đó khác nhau, chúng ta cần phải phân biệt như vậy để mà đối phó, đúng hơn để mà hành xử. Ở trong đô thành nào thì đầy đủ bổn phận ở trong đô thành ấy. Đô thành trần gian này thì có luật lệ của nhà nước này, có cái luật lệ về môi sinh, môi trường, có các thứ luật lệ như là luật lệ giao thông, cái đó là thuộc cái đô thành trần gian này. Còn đô thành thiên quốc như vừa nói đó là điều răn của Chúa, là lời của người và tiếng nói của lương tâm. Thế thì bây giờ người Công giáo thuộc về hai đô thành, đô thành trần gian cũng như là đô thành thiên quốc, mà ở trong đô thành nào thì chúng ta cũng phải đầy đủ bổn phận với đô thành đó. Bây giờ thứ nhất là đô thành trần gian, chúng ta là dân của một nước, nước nào cũng có hiến pháp, nước nào cũng có luật lệ. Luật lệ hiến pháp đã do một chính quyền gọi là hợp pháp, một chính quyền được dân chúng bầu ra đó, chính quyền đó là chính quyền hợp pháp, thì chúng ta phải tuân hành luật lệ của cái chính quyền đó. Ấy thế nhưng mà chúng ta lại thuộc về đô thành của thiên quốc, tức là thuộc về Chúa, người Công giáo vừa là người ở trong xã hội trần gian này, dân một nước có tổ quốc, mà ngoài ra lại thuộc về Thiên Chúa, vì mình có đức tin, mình đã chịu phép rửa. Cho nên đối với đô thành trần gian thì các luật lệ do chính quyền hợp pháp đặt ra, và khi những luật lệ đó không trái với luật của Chúa, không trái với lại lương tâm, không trái với lại những điều mà Chúa dạy, thì chúng ta phải tuân hành. Đó là bổn phận của chúng ta theo điều răn thứ 4 là thả ra kính mẹ, mà cũng tuân hành luật của nhà nước. Xin nói lại, luật chính đáng, luật không có phản trái với luật lý, luật không có đi ngược với tự nhiên thì mới buộc chúng ta phải tuân hành. Còn ngoài ra đi ngược lại với luật của Thiên Chúa, ngược lại với luật của tự nhiên thì không buộc phải tuân hành. Và nếu không tuân hành thì cũng không có lỗi. Cho nên phân biệt cái trật tự tự nhiên và trật tự siêu nhiên, đô thành trần gian và đô thành thiên quốc. Bây giờ đến đô thành thiên quốc, tức là luật của Chúa, tức là điều răn của người, cái tiếng lương tâm của chúng ta, cái luật nào mà chúng ta thấy nó trái với lương tâm, trái với luật tự nhiên, trái với luật của Chúa thì không phải tuân theo. Vì thế cho nên Chúa mới nói, sau khi mà các ông Pharisêu tính đặt cạm bẫy cho Chúa, có phải nộp thuế cho Caesar không? Chúa không có trả lời trực tiếp vào câu đó, bởi vì nếu trả lời trực tiếp phải nộp thuế hay là không nộp thuế thì đều kẹt hết. Nếu Chúa trả lời là phải nộp thuế cho Caesar, hoàng đế Roma, thì các ông Pharisêu sẽ bắt bại Chúa là phò chính quyền bảo hộ, bởi vì lúc bấy giờ Roma đang là bảo hộ chiếm đóng Do Thái, nên nộp thuế cho Caesar, bảo là nộp thì là cổ võ cho người ta nộp thuế cho chính quyền bảo hộ, tức là phò chế độ bảo hộ, phò chế độ chiếm đóng thì sẽ bị các ông ấy bắt bẻ. Còn nếu như bảo rằng đừng nộp cũng sẽ bị lỗi luật của nước. Luật của nước là dân thì phải đóng thuế, mà bây giờ nói không đóng thuế thì cũng kẹt luôn. Cho nên Chúa rất tài tình và khôn ngoan, Chúa bảo cho tôi xem đồng tiền thuế này, thế cái hình ở trong cái đồng tiền này là của ai? Thì mấy ông Pharisêu nói là thưa là của hoàng đế, thưa là hình của hoàng đế Roma. Thì Chúa bảo là của vua thì trả cho vua, mà của Chúa thì trả cho Chúa, là phân biệt hai cái đô thành trần gian và đô thành thiên quốc. Đối với luật của nước, đối với luật của Thiên Chúa không có bắt bẻ được Chúa. Và do đấy thì chúng ta kết luận như thế này, kết luận là người Công giáo chúng ta vừa thuộc về đô thành trần gian mà vừa thuộc về đô thành thiên quốc. Chúng ta có bổn phận đối với đô thành trần gian, và rõ rệt nhất là hiến chế lỗi vui mừng và niềm hy vọng của Công đồng Vatican thứ hai. Ở trong đó nói rõ cho chúng ta về chính sách có mặt của giáo hội Chúa ở trần gian này, về bổn phận của chúng ta đối với đô thành trần gian này, về bổn phận phải đóng góp xây dựng cái xã hội trần gian này cho đáng sống hơn, cho có tình người hơn, là bổn phận của những người Công giáo đóng góp vào việc xây dựng xã hội trần gian, chứ không có trốn tránh.
thuộc về Chúa, thế nhưng mà cũng thuộc về xã hội trần gian nữa, có bổn phận với xã hội trần gian này. Và điều thứ hai Chúa muốn dạy chúng ta là mình là người tin Chúa, mình là người thuộc về giáo hội của Chúa, thì có bổn phận phải tuân hành các luật lệ của Hội Thánh, các luật lệ của Chúa. Nếu như thế, mình vừa là người của đô thành trần gian, vừa là người của đô thành thiên quốc, chu toàn bổn phận với hai đô thành đó, thì mình là một người công dân hoàn hảo đối với lại hai đô thành. Đó là hai kết luận để chúng ta hành xử theo tư cách một người công giáo. Người công giáo cũng là người thuộc về dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam này, và là người công giáo thuộc về Chúa, thuộc đô thành thiên quốc, có bổn phận đối với Chúa và đầy đủ bổn phận đối với xã hội trần gian và xã hội thiên quốc.